À, xin chào các bạn Yêu Vá, mình là Tissue Shop, hiện đang phát trực tiếp trên kênh YouTube của mình tại Phan Thiết. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái mẫu thứ hai trong ngày, đó là mẫu bộ mặt nhà áo 2 dây. Và cái mẫu này hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thiết kế, ngày mai mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái clip về may, và ngày mốt thì mình sẽ hướng dẫn xin lỗi hôm nay thì hướng dẫn cho các bạn bài thiết kế. Tối ngày mai thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái clip về cắt bộ này trên vải, và tối ngày kia mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bàn may của cái bộ 2 dây này trên vải. Cho nên là các bạn nhớ, nếu mà bạn nào mà muốn xem lại những cái bài này thì các bạn sẽ tìm cái mẫu 2590 các bạn nhé. Và các bạn nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, và nếu như các bạn muốn mà Tissue hỗ trợ những cái phần gì đó thì các bạn nhớ bình luận vào bên dưới cái bài để mình biết là các bạn cần hỗ trợ, thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nha. Và bây giờ thì với cái mẫu này mình sẽ sử dụng chất liệu là vải cát thái, chiffon, lụa để mà may mẫu này. Với mẫu này thì các bạn sẽ sử dụng cho mình là 2 lần, 2 lần dài quần cộng cho mình một dài áo. Các bạn sẽ thiết kế mẫu như sau. Chùm vai cho mình là 4. Hàng ngực cho mình là ngực chia cho 5 cộng cho mình 1. Và các bạn sẽ xác định được cái dài áo. Áo này mình không vẽ eo nha các bạn. Các bạn sẽ lấy cái phần này là ngang vai cho mình là vai chia cho 2, hạ vai là vai chia cho 10 cộng cho 0,5, cổ chia cho 5. Và các bạn đường này các bạn lấy cho mình ngực chia cho 4 cộng cho 2, và mông chia cho 4 các bạn cộng cho mình là 4. Và các bạn sẽ lên cho mình 1 xăng. Đoạn này các bạn lùi vào cho mình 7. Ở đây chúng ta sẽ vẽ được cái đoạn 2 dây, và các bạn nối về lên cho mình 1 xăng, và các bạn đi cong cho mình dòng nách và xuống cho mình cái phần cổ sau. Phần cổ sau các bạn sẽ chia đôi ra cho mình. Và cái áo này á, là khi mà các bạn thực hiện, các bạn sẽ kéo dài cái phần dây này lên cho mình trên này 2 phân, để mình không cần vẽ chầm vai. Còn nếu vẽ chầm vai thì các bạn kéo ra thì chúng ta cũng ra cái phần vai của mình nó sẽ nằm ngay cái độ chầm này cũng vậy ha. Rồi, bây giờ đến cái phần thân trước, các bạn sẽ lấy cho mình là vai chia cho 2, hạ vai là vai chia cho 10 cộng 0,5, cổ chia cho 5. Và các bạn nối về lùi cho mình 5 xăng. Phần này các bạn dựng vuông góc, chia đôi cái phần này, mình sẽ có được điểm giữa. Bạn xuống được cái phần cổ, nối vô, và các bạn sẽ vẽ được cái phần nách ở đây. Và trên cái áo 2 dây, nếu mà chúng ta bình thường chúng ta để mà chúng ta không mang nhấn ben á, thì cái nách của mình sẽ hơi bị rộng. Cho nên là các bạn sẽ lấy xuống cho mình đường này là hạ bên ngực cộng cho 2. Sau đó các bạn lùi vào cho mình đó là cách ngực chia cho 2. Thì các bạn sẽ nối cái điểm này vô cái điểm nách nè. Và các bạn giảm cho mình ở đây bên 1 xăng, là chúng ta sẽ ra được cái phần thân trước của cái áo. Và bây giờ thì hướng dẫn cho các bạn cái quần. Quần này thì mình sẽ may quần đế dài, tại vì mặc ở nhà cho thoải mái. Các bạn nếu mà thích đế ngắn thì các bạn giảm đi. Bạn lấy cho mình mông chia cho 4 cộng 5. Đây các bạn lấy cho mình mông chia cho 4 cộng 5. Và ở đây các bạn lấy cho mình mông chia cho 4. Mình sẽ có được một vườn. Và ở đây các bạn lùi vào 3 xăng. Các bạn vẽ cho mình đường xéo, và đường này xuống cho mình 1 xăng. Nối vào cho mình được cái dòng đáy quần. Từ đây các bạn dựng vuông góc xuống, và cái này nó sẽ cách cái đường đáy của mình á, các bạn lớn á, là nó sẽ ra 5 đến 7 xăng, thì đây mình sẽ lấy là 7 xăng. Các bạn sẽ kẻ ngang qua một đường ha. Và từ cái đường này các bạn sẽ xuống thêm cho mình 2 xăng nữa, các bạn kẻ ngang qua để chúng ta ra được cái dáng quần. Mình sẽ vẽ luôn cái phần thân sau, sau đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần bèo. Và với cái quần này á, thì mình sẽ làm cho cái phần thân sau của cái quần á, là nó sẽ là
liền luôn với lại cái phần thân trước. Cho nên là từ đây ha, các bạn sẽ lên đây luôn cho mình là 2 xăng điểm này nè, và các bạn nối đi qua cái điểm đáy là 1 xăng, và từ cái điểm đáy này các bạn ra cho mình là mông chia cho 10 trừ đi cho 1. Bạn nối vào 2 xăng các bạn nối vô. Được chưa? Rồi, mình sẽ vẽ được cái phần đáy quần của thân sau xuống so với thân trước là 1 xăng. Vậy là chúng ta xong được cái quần. Nhưng mà khi các bạn thực hiện xong á, là các bạn nhớ lưu ý là từ cái điểm này nè, các bạn lùi cho mình 2 xăng, từ điểm này các bạn lùi lên cho mình 8 xăng. Bạn nối về thì chúng ta sẽ có được cái miếng bèo là cái miếng này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta thực hiện cái phần bèo cho cái mẫu áo đầm này nha, mẫu bộ mặt nhà này nha. Đầu tiên các bạn sẽ cắt cho mình cái phần ngang vai, ta bấm cái phần dây, rồi các bạn sẽ có được cái phần áo. Các bạn đánh cong vòng nách. Đó, thì chúng ta sẽ được cái phần áo ở đây. Được chưa nè? Và trên cái áo khi may á, thì các bạn sẽ xuống cái phần cổ này là cổ tim. Được chưa? Các bạn xuống được cái phần cổ tim. Và các bạn ra được cái phần thân áo như thế này. Kế tiếp là các bạn sẽ nhấn cho mình cái phần bên ở đây. Hai bên. Đó là chúng ta sẽ ra được cái phần thân áo dưới. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái thực hiện cái phần quần. Quần này thì các bạn sẽ cắt cho mình hai bên. Và khi thực hiện là quần này là thân liền, cho nên là các bạn cắt cho mình cái phần thân trước trước. Mình cắt cho phần thân trước, sau đó là các bạn sẽ thực hiện cho cái phần thân sau. Phần thân sau này nó sẽ cao hơn cái lưng so với phần thân trước là 2 xăng. Lát nữa thì mình sẽ nối giấy vào và nó sẽ qua đi qua cái phần đáy thân trước, và nó sẽ xuống so với phần đáy thân trước là 1 xăng. Đó, và các bạn sẽ nối về thì các bạn đẩy lên 2 xăng ở cái phần lai, thì chúng ta sẽ ra được cái phần quần của cái phần quần của áo 2 dây. Và ngay cái điểm này khi nãy mình có nói với các bạn là mình sẽ bị thiếu đi phần cao của cái lưng nè, thì các bạn nối phần cao của cái lưng vào. Và ở đây là mình sẽ cắt cái phần bèo này ra. Nè, cái bèo này nó sẽ liền vào trong cái thân nha các bạn. Bạn cắt ra. Chưa? Khi các bạn cắt ra như thế này thì các bạn sẽ thay cái miếng này nè. Chúng ta tăng gấp đôi cái chiều dài của cái phần này lên. Có nghĩa là các bạn sẽ cắt mở cho cái phần bèo. Các bạn chờ mình lấy băng keo ha. Băng keo để dán nó vào. Đó. Các bạn sẽ đầu tiên là mình tăng cho cái chiều cao lưng của cái phần thân sau nè. Bạn lấy một miếng ra, mình làm một miếng thôi. Các bạn tăng cái lưng của cái phần thân sau, ở đây là thân sau nè ha, các bạn sẽ tăng lên cho mình độ cao của lưng là 2 xăng. Nhìn thấy không, thân trước với thân sau thì nó sẽ liền với nhau, nhưng mà tăng thì nếu như mình thấy mình cắt gì nó gãy góc thì các bạn sẽ điều chỉnh cái đường nền cho nó cong một chút để nó liền với nhau, thì chúng ta có được cái thân trước với thân sau nè. Rồi bây giờ đến cái phần bèo. Cái phần bèo thì các bạn sẽ cắt cái đoạn bèo này ra. Mình lấy một miếng thôi. Một nè. Hai nè. Đó, mình sẽ cắt cái đoạn bèo này ra ha. Rồi các bạn sử dụng một cái tờ giấy khác. Mình lấy cái màu khác màu đi. Các bạn cắt ra. Và các bạn sẽ dán nó lại và tăng cho mình cái chiều dài phần này lên gấp đôi. Đó, bạn tăng lên gấp đôi như thế này nè. Các bạn dán nó lại.
Đó, các bạn sẽ dán nó lại xong rồi các bạn sẽ cắt ngang qua. Thì khi các bạn cắt ngang qua thì chúng ta sẽ có một cái điểm ở đầu, điểm ở cuối, thì các bạn có thể là xếp đôi này lại, chúng ta chỉnh lại cái phần rập của mình cho nó thẳng thớm. À, và cái phần này thì các bạn sẽ tăng cái độ cao lên để cho nó về lại bằng với cái phần lai. Thì mình sẽ có một cái lai lớn và một cái lai nhỏ ha, cho cái phần thân trước và thân sau. Thì khi các bạn mở cái phần góc đó, thì góc này chúng ta sẽ mình dán cái này nó bị ngược rồi. À không, đúng rồi. Các bạn sẽ đặt cái phần lai. Chờ mình chút. Đúng rồi, mình đặt nó bị ngược rồi các bạn ạ. Mình phải cắt cho nó về thôi để mình làm cái bèo khác nha. Đặt nó lên vẽ đi cho nó khỏi bị. Bạn sẽ vẽ lại cho mình cái phần đầu góc nè. Rồi mình lấy góc này mình lấy dấu lại. Rồi, sau đó là các bạn sẽ kéo dài cái phần này ra. Và từ cái đoạn kéo dài này các bạn mới đặt cái góc này qua đây. Rồi bên này cũng vậy, bạn sẽ kéo dài cái đoạn này ra và từ góc này các bạn đặt vô đây. Bạn sẽ lấy lại cái góc và từ hai cái góc này các bạn sẽ có được cái đường ngang. Làm như vậy cho nó nhanh, khỏi mất công phải vẽ lại. Thì các bạn sẽ có được cái đường ngang trên thân. Trên cái bèo như thế này. Và các bạn khi may là các bạn sẽ đặt cái bèo vào góc nè. Sau đó là các bạn sẽ may rút dúng cho cái phần này. Rút dúng nó lại. Bên này cũng vậy, các bạn sẽ rút dúng nó lại. Đó, thì các bạn may rút dúng lại, các bạn may nó vào trong cuối cái phần lai và các bạn may dây thun. Thì chúng ta sẽ ra được cái bộ bèo này. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Và các bạn nhớ ha, tối ngày mai thì mình sẽ có cái bài hướng dẫn cắt trên vải của mẫu này, và ngày mốt thì mình sẽ có hướng dẫn may của cái mẫu này trên vải. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái mẫu mới nhất của mình trong tuần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.